Theo một cuộc khảo sát được công bố hôm thứ Hai 9 tháng 2, các chuyên gia kinh tế trên thị trường tài chính của Brazil đã dự báo rằng tăng trưởng GDP của quốc gia này sẽ ở mức 0% trong năm 2015. Không có tăng trưởng chính là lời dự đoán về kinh tế Brazil trong năm 2015. Các dự báo gần đây của các nhà kinh tế về tăng trưởng GDP của quốc gia Nam Mỹ này vốn đã rất thấp. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên các chuyên gia dự báo tăng trưởng GDP ở mức bằng 0. Brazil đã có hai quý suy giảm trong nửa đầu năm 2014, mặc dù đạt tăng trưởng 0,1% trong quý thứ ba. Song tính chung cả năm, số liệu dự kiến sẽ được công bố vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3. Tăng trưởng GDP của quốc gia này được dự kiến sẽ là rất thấp. Kết quả của khảo sát cũng cho thấy giới chuyên gia dự báo tỷ lệ lạm phát của Brazil có thể lên tới 7,15% trong năm 2015, cao hơn nhiều mức lạm phát mục tiêu mà quốc gia này đặt ra là 4,5%, giảm từ mức 6,5% hiện nay. Các nhà kinh tế cũng cho rằng lãi suất cơ bản của Brazil sẽ đạt 12,5% vào cuối năm 2015. Bên cạnh đó, mức tín nhiệm của Tổng thống Dilma Rousseff đã giảm đi nhiều so với lúc bà nhậm chức do các biện pháp điều chỉnh kinh tế không hiệu quả và vụ bê bối tham nhũng tại công ty dầu khí Petrobras.